Bệnh viện Nhi đồng 1 là bệnh viện chuyên khoa nhi đầu ngành khu vực phía Nam. Bệnh viện được định hướng phát triển trở thành trung tâm chuyên sâu toàn diện về nhi khoa, ngang tầm với các nước trong khu vực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong đó, tập trung phát triển 5 mũi nhọn chuyên sâu gồm hồi sức cấp cứu nhi, phẫu thuật nhi, sơ sinh, bệnh lý nhiễm trùng và tim mạch nhi. Được đưa vào hoạt động từ năm 1956, đến nay cơ sở hạ tầng của bệnh viện đã không thể đáp ứng được nhu cầu hoạt động và phát triển của một bệnh viện tuyến cuối. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó, năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương xây mới và phê duyệt quy hoạch tổng thể 7 gói nhà tại bệnh viện Nhi đồng 1. Trên cơ sở đó, năm 2016, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận xây mới bệnh viện Nhi đồng 1 giai đoạn 1 gồm 3 khối nhà, khối 2, khối 4A và 5B bằng kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố. Ngày 8 tháng 8 năm 2019, bệnh viện bắt đầu khởi công xây dựng khối 2 với quy mô 13 tầng và 1 tầng hầm. Diện tích sàn hơn 22.000 m2 gồm trung tâm tim mạch trẻ em, hồi sức cấp cứu và các chuyên khoa khác như tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt và phẫu thuật gây mê hồi sức. Sau đó, vào ngày 10 tháng 9 năm 2019, lần lượt các khối 4A và 5B được khởi công và xây dựng. Trong đó, trung tâm ngoại khoa khối 4A có quy mô 12 tầng và 1 tầng hầm, diện tích sàn hơn 16.000 m2. Trung tâm sơ sinh và các chuyên khoa khối 5B có quy mô 15 tầng và 1 tầng hầm, diện tích sàn gần 20.000 m2. Cho đến hôm nay, sau hơn 3 năm thi công, cả 3 khối nhà cơ bản đã hoàn thành. Trong đó khối 2, trung tâm tim mạch trẻ em và trung tâm hồi sức cấp cứu đã được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 năm 2022. Trung tâm tim mạch trẻ em gồm các khoa nội tim mạch, ngoại tim mạch, đơn vị thông tim, điện sinh lý, hồi sức ngoài, hồi sức tim sẽ triển khai những kỹ thuật chẩn đoán và điều trị chuyên sâu về bệnh lý tim mạch trẻ em. Đây cũng là nơi đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật can thiệp tim mạch trẻ em cho nhiều bệnh viện trong và ngoài nước, đồng thời cũng là trung tâm hợp tác quốc tế và đang trên đường trở thành một trong những trung tâm tim mạch xuất sắc của tổ chức Children's Heartland Hoa Kỳ trong điều trị bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em. Bên cạnh đó, trung tâm hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 không chỉ là nơi tiếp nhận điều trị và cứu sống cho nhiều trường hợp bệnh nặng nguy kịch, mà còn là nơi huấn luyện, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về hồi sức cấp cứu nhi cho các bệnh viện phía Nam. Với cơ sở vật chất mới, khang trang hiện đại, cùng có nhiều trang thiết bị tiên tiến như hệ thống máy thở hiện đại, phòng áp lực âm, máy lọc máu liên tục, máy ECMO, trung tâm hồi sức cấp cứu sẽ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trong hồi sức cấp cứu nhi. Dự kiến quý 2 năm 2023, tòa nhà khối 4A trung tâm ngoại khoa, tòa nhà khối 5B trung tâm sơ sinh và các chuyên khoa khác cũng sẽ đưa vào hoạt động. Việc khánh thành và đưa vào hoạt động các khối nhà mới, các trung tâm chuyên sâu về nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 là nỗ lực và thành công rất lớn của đảng bộ và chính quyền thành phố, cũng như các sở ban ngành đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em thành phố và các tỉnh phía Nam, giúp cho Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục phát triển xứng tầm là bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối ở khu vực phía Nam và cả nước.